tập 8. Chúc mừng tổ trưởng Dương. Cảm ơn, cảm ơn. Giờ lành đã đến. Được rồi, mời tân đương. Cha, mẹ, cảm tạ hai người đã nuôi dưỡng chúng con nên người. Chúng con không có gì báo đáp, chỉ mong hai người sau này có thể mạnh khỏe trường thọ, luôn luôn vui vẻ. Con gái gả đi rồi, hai người nhất định phải bảo trọng, nhất định phải chú ý sức khỏe. Con sẽ về thăm hai người. Chỉ cần hai con ổn thì cha mẹ cũng sẽ ổn. Chỉ cần hai đứa được sống vui vẻ thì cha mẹ sẽ vui. Nào, đứng dậy đi. Mẹ, nghe mẹ, nào. Hãy sống tốt nhé. Đừng sốt ruột, sẽ tới ngay thôi. Tôi đã nghe thấy tiếng nhạc rồi. Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nào, ông ngồi xuống một lát đi. Lục Thuận tới rồi, đi thôi. Đến rồi, đi nào. Cuối cùng cũng tới rồi. Đến rồi, tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Một bước, thiên trường địa cửu. Hai bước, vinh hoa phú quý. Ba bước, tam nguyên cấp đệ. Mời vào trong. Bốn bước, trường cửu cát tường. Tới rồi. Vị thiếu gia. Đến rồi. Hai vị thiếu gia thành thân cùng lúc, đúng là song hỷ lâm môn mà. Lão gia, chúng ta bắt đầu thôi. Được. Mời tân lang tân đương xoay người. Lễ thứ nhất, bái thiên địa, bảo cát tường. Xoay người. Lễ thứ hai, bái cao đường, hiếu kính với phụ mẫu. Mời tân lang tân đương đối mặt. Lễ thứ ba, phu thê giao bái, ân ái hòa hợp vạn năm. Mời hai đôi phu thê vào động phòng. Bao vào động phòng thôi.
Hà. Hạ Hà, đợi anh với. Hạ Hà. Xuân Lan, chúng ta đi thôi. Xuân Lan, mau chạy đi, đừng để lỡ mất giờ lành. Nào, đi thôi. Hạ Hà. Tân Lan, cố lên. Cố lên, cố lên. Tân Lan, cố lên. Tân Lan, cố lên. Quay lại đây. Buông em ra. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Vị trí này em giành được trước. Sau này việc trong nhà em sẽ làm chủ. Là anh ngồi xuống trước mà. Sau này em phải nghe lời anh. Rõ ràng là em giành được trước mà. Anh ngồi xuống trước, em ngồi xuống trước. Anh trước, em trước, anh trước mà. Anh ngồi xuống trước, anh ngồi xuống trước. Là em giành được trước, là anh. Ai trước ai sau cũng không quan trọng đâu. Để tôi nói nhé. Chúc Tân Lan Tân Nương tình cảm bền chặt, tình cảm khăng khít, ắt sẽ có hậu. Đêm về khuya, thời khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Hay, hay lắm. Anh ngồi xuống trước mà. Động phòng thôi. Được, được. Hai người giữ kẻ quá. Vậy thì cùng ngồi xuống trước đi. Sau này hai người trở thành người một nhà. Tuy hai mà một. Các ông các bà nói có đúng không? Đúng đó. Chúc mừng, chúc mừng. Hai người cùng đi vào phòng tân hôn. Đầu tiên nhìn Tân Lan, rồi nhìn Tân Đương. Vui vẻ vô cùng. Cùng nhau vào động phòng. Chân trái bước vào thì sinh con gái, chân phải bước vào thì sinh quý tử. Có trời đất chứng giám, xin chúc Tân Lan Tân Đương gia đình hương dượng. Là một đôi quyên ương bách niên giai lão. Như những đợt sóng ngoài biển, như nước sông Hoàng Hà Trường Giang, tình phu thê mãi dài lâu. Hoa nở khắp muôn nơi, bên trong là hoa quỳ. Mọi người đều tới ngắt một bó. Sang năm sinh một em bé mập mạp. Hay, hay lắm. Sớm sinh quý tử, bách niên giai lão, phu thê ân ái, bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử, sớm sinh quý tử. Chúc mừng. Chín mươi lăm. Chín mươi sáu. Chín mươi bảy. Em không thể đếm nhanh lên một chút được à? Anh đừng có bà bỏ xuống đó. Bỏ xuống là anh thua em đó. 98. 99. 100. Bây giờ có thể hôn em được rồi chứ? Không được, không được. Sao lại không được? Em còn chưa đếm xong mà. Anh giở trò à? Sao lại giở trò gì? Em giở trò thì có. Đếm thì chậm. Anh mệt muốn chết. Ai bảo ban sáng anh giành chỗ của em? Cuối cùng em cũng nói ra rồi nhé. Em vẫn còn thù dai. Vì thế mới cố tình làm khó anh. Đúng thế, đúng thế. Vậy thì đã sao? Vậy thì đã sao? Hạ Hà, không phải lúc chiều chúng ta chỉ đùa thôi sao? Sao mà em lại coi là thật vậy? Còn nữa, lúc đó có bao nhiêu người, em phải cho anh chút thể diện chứ. Chính vì lúc đó có bao nhiêu người, anh lại càng phải nhường em. Được rồi mà. Vậy sau này, những gì em nói mà đúng thì anh sẽ nghe, được chưa? Vậy còn được, vậy có thể hôn một cái được chứ? Không được. Lại sao nữa? Em còn chưa đếm xong mà, đếm thêm 100 số nữa mới được hôn. Sao cơ? Bây giờ anh không nghe lời em nữa hả? Em nói có đúng đâu, nên anh không nghe lời là điều đương nhiên. Bắt đầu thôi, anh làm gì thế? Bỏ em xuống, đồ xấu xa. Không bỏ đấy, không bỏ đấy. Bỏ em xuống. 春兰. Xuân Lan. Đúng lúc hoa nở trăng tròn. Xuân Lan à, anh vui lắm. Em thật sự không biết em có thể trở thành con dâu của nhà họ Giang hay không. Em lo rằng nếu như em... Em đừng lo. Xuân Lan,
Mẹ đã nói với anh rồi, cuộc sống là của mỗi người. Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài, sẽ tốt cả thôi. Hiếu Lễ, thật ra em không xứng với anh. Đừng nói những lời như vậy. Đời này có thể lấy được em thì anh đã mãn nguyện rồi. Xuân Lan, cha đã nói rồi, đợi sau khi chúng ta thành thân thì mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà sẽ do chúng ta lo liệu. Tương lai của nhà họ Giang sẽ do chúng ta gánh vác. Cảm ơn anh Hiếu Lễ. Anh yên tâm, hôm nay em đã được gả đến nhà họ Giang thì em sẽ toàn tâm toàn ý với nhà họ Giang, cố gắng trở thành người con dâu tốt của nhà họ Giang. Xuân Lan, có câu này của em thì có phải chịu khổ cỡ nào, chịu thiệt thòi cỡ nào, anh cũng sẽ cố gắng vượt qua. Anh gì ơi, anh gì ơi, anh đang ở đâu thế? Anh gì ơi, anh gì ơi, Xuân Lan, vết thương của anh vẫn chưa khỏi mà, không thể đi được. Anh gì ơi, anh đang ở đâu? Anh gì ơi, anh gì ơi, anh đang ở đâu? Bác sĩ Lưu này, sao anh ta cứ trốn hoài thế? Nghe anh ta nói hình như là đi tìm một cô gái tên là Xuân Lan. Anh gì ơi, anh gì ơi, nào để tôi đỡ vậy. Xuân Lan, Xuân Lan, Xuân Lan, anh tỉnh rồi à? Sao tôi lại quay về đây rồi? Vì cứu anh mà chân của bác sĩ Lưu bị rắn cắn đó. Được rồi, cậu bớt nói vài câu đi. Nào, để tôi thay thuốc cho anh. Chân của anh bị rắn cắn thật ư? Không có gì đâu, độc độc của con rắn cũng không quá mạnh. Có điều bây giờ tôi đang giống anh. Anh thanh niên, anh yên tâm, để vết thương của anh khỏi, chúng tôi sẽ để anh đi. Còn về cô Xuân Lan đó thì tôi đã xin chỉ thị của liên trưởng rồi, đã phái người đi nghe ngóng tin tức rồi. Nhiệm vụ hiện giờ của anh là hãy ngoan ngoãn dưỡng bệnh đi. Anh, các anh thật sự giúp tôi đi nghe ngóng à? Anh cứ yên tâm đi. Sao mà các anh đối xử với tôi tốt vậy? Nào nào nào, từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ nhé. Cẩn thận. 1, 2, 3. Từ từ thôi. Được. Từ từ thôi, từ từ. Tránh đường, tránh đường. Tránh đường, tránh đường. Còn gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi phải không? Hết rồi, hết rồi. Đại quản gia đã sắp xếp xong rồi. Chủ hàng nhấn mạnh, nói rằng hàng lần này vô cùng quan trọng, nhất định phải giao đúng hẹn. Đại quản gia, ông cứ yên tâm đi. Trên đường các cậu hãy bảo vệ cẩn thận nhé. Dân ạ, ông đi thông thả. Được, vậy tôi đi đây. Thủy Thượng Phi, xếp hàng xong rồi, chúng ta đi uống rượu đi. Sáng mai phải dậy sớm đó. Mà anh còn đi uống rượu nữa hả? Không có gì đâu, mà chúng ta không làm lỡ việc là được chứ gì. Vậy được, canh đi đi. Tôi ở đây trong hàng, canh đi sớm về sớm. Được, 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 vậy chúng tôi đi. Nào nào nào, uống rượu, uống đi, uống đi. Ông chủ Hồ, uống rượu với ông thật vui. Ông chủ Tôn đi cùng ông lần trước, đúng là chẳng ra sao. Ông ta chính xác là một gã háo sắc. Ông ta cứ để râu dê như này này, lưng thì gù, lúc nhìn người ta mắt cứ dán vào. Đúng đúng, ông ta chính là người như vậy đó. Tôi nói có đúng không? Lần trước ông ta còn định giở trò với tôi, đáng tiếc là ông ta lại không nhìn ra là trại phượng tiên tôi là người như thế nào. Bị tôi cho ăn cái tát rồi đi về. Nào nào, uống thêm đi.
Ông chủ hộ, nào nào, ăn đi ăn đi, ăn đi chứ. Đồ ăn và rượu chỗ tôi thế nào? Ông chủ hộ à, ban nãy tôi thấy túi tiền của ông dày lắm, sắp rách rồi đấy. Có phải gần đây làm ăn rất khá không? Lãi nhiều vậy hả? Giải dốc, đưa đến cho quân đội trung ương để làm quân phục, bảy thuyền cơ. Ôi trời ơi, ông chủ hồ, ông quả là lợi hại, đã liên kết với quân đội trung ương rồi. Đương nhiên rồi, chỉ có đám hèn nhát hổ bang đó có mắt mà không biết Thái Sơn, cứ đòi thu lộ phí của ta. Khi nghe thấy là việc làm ăn của quân đội, lại đòi tiền trà nước của ta. Tham lam vô độ, chia bao nhiêu vậy? Muốn moi tiền ta ấy à? Đừng hòng. Muốn súng thì còn được. Có điều bây giờ ta đổi sang đi đường thủy, đám hổ bang đó cũng chẳng làm được gì. Ông chủ hộ, ông quả là cứng rắn. Đương nhiên rồi, uống đi uống đi. Trẻ con ở đâu thế? À, ông đừng quan tâm, cứ uống rượu đi đã. Lát nữa tôi sẽ quay lại với ông ngay, đợi tôi nhé. Mau mau mau. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên à, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên ngoan nào, nào mẹ bế, mẹ bế nha, mẹ bế con. Thủy Ngư Nhi, Thủy Ngư Nhi, trên thuyền tôi đang có khách, cô giúp tôi trông Nguyên Nguyên nhé. Lại bắt tôi trong bao lâu đây? Thuyền tôi đang có khách quý, lát nữa tôi tiếp xong sẽ qua đây đón nó. Giúp tôi đi mà, cảm ơn cô nhiều. Sáng mai tôi còn phải dậy sớm, cảm ơn nhé. Thủy Ngư Nhi, anh về rồi đây. Anh về rồi hả? Nào, cơm nước xong rồi đây. Nào, thơm quá. Tay nghề cơm nước của Ngư Nhi nhà chúng ta đúng là ngày càng cao. Ăn thôi. Nào, bị sao vậy? Sao lại bị rách rồi tím vậy? Có phải em lại đến bến tàu làm gì không? Đâu có. Lúc nãy em làm vẫy cá, không cẩn thận nên bị thương. Vẫy cá gì mà to vậy, gây ra vết thương lớn như vậy? Em tưởng anh là đứa trẻ lên ba à? Rõ ràng đây là vết cắt do đinh trên thùng hàng. Em lại còn nấu cơm, em có biết là vết thương sâu như vậy không được để dính nước không? Có đau không? Anh đi mua thuốc cho em. Anh à, không cần đâu. Diêu nương của nhà họ Văn đã xem vết thương rồi, để giúp em bôi thuốc. Anh xem, em đem thuốc về luôn rồi nè. Ban nãy em nấu cơm không tiện bôi cho nên em chưa bôi thôi. Đưa thuốc cho anh. Bây giờ bôi luôn đi. Bôi thuốc xong nghỉ ngơi một lát, đừng có làm gì hết. Những gì còn lại để anh làm cho. Không cần đâu anh, anh bận cả ngày rồi, chắc chắn là rất mệt. Chút gì còn con này để em làm cho. Thủy Ngư Nhi, anh cho em biết, sau này em không được đến bến tàu bốc dỡ đồ nữa. Việc kiếm tiền lo cho gia đình cứ để anh. Anh bận từ sáng tới tối, có lúc nửa đêm rồi còn đi làm. Em cũng thương anh chứ. Cha mẹ đều không còn, em cũng trưởng thành rồi. Em cũng muốn san sẻ với anh. Em cũng không muốn anh phải quá mệt mỏi. Thôi ăn cơm đi, cũng ngon đó. Nguyên Nguyên ngoan nhé. Nguyên Nguyên đừng khóc. Ngoan nào đừng khóc. Người mẹ này lại giúp con mình sang đây, chỉ có việc gấp. Cô ta thì có việc gì gấp chứ. Anh à, anh đừng có trách chị ấy, chị ấy cũng vất vả mà. Cô ta vất vả gì? Em nói xem, ở bên tàu có người phụ nữ nào sướng? Có người còn khổ hơn cô ta, có người còn nghèo hơn cô ta. Nhưng đâu có ai giống như cô ta. Anh à. Thôi được rồi, anh ăn trước đi. Em đưa đứa nhỏ đi loanh quanh chút. Em cẩn thận nha, em biết rồi. Ngoan nào. Mau lên, mau lên.
Cha, không biết lão thất và cẩu sồ tiến hành mọi việc đến đâu rồi. Mong là có thể thành công. Đại đao ba tự, đại đao ba tự. Thành công rồi, thành công rồi. Thuận lợi vậy sao? Không có vấn đề gì hết. Đúng ạ. Lão thật, cẩu sồ, vất vả cho hai người. Nào, ra phía sau uống bát rượu cho ấm. Dân. Cha, chiêu này của cha quả thật là cao. Ai bảo tên họ Hồ đó không nghe lời. Tiếc chút tiền trà nước, chúng ta lại có thể giá quả cho nhà họ Văn. Một công đôi việc. Con không thể chịu phát súng đó một cách vô ích được. Quy Nhi, việc dạy dỗ tên họ Hồ đó không quan trọng. Điều quan trọng là phải để nhà họ Văn không được sống yên. Đợi cha chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cha sẽ làm lật đổ cả cái bến tàu của nhà họ Văn, đổi luôn bến tàu đó thành họ Lý. Mọi người ơi, thuyền bị nước vào rồi. Mau lên, thuyền bị nước vào rồi. Mau lên, mọi người ơi, thuyền bị tràn nước vào rồi. Nào nào nào, mau lên, mau chuyển hết đồ đi. Mau lên, đỡ lấy. Mau chuyển đồ trên thuyền đi. Mau lên, đỡ lấy, mau mau chuyển hàng đi. Mau lên. Mọi người ơi, thuyền bị chìm rồi. Mau lên, thuyền bị chìm rồi. Thuyền đang chìm rồi. Thuyền đang chìm rồi. Thuyền của chúng ta bị đục thủng một lỗ. Bọn chúng nhân lúc đêm khuya vắng người nên làm. Lúc người của chúng ta phát hiện ra thì đã không kịp nữa rồi. Hàng có thể giữ lại chưa được một phần. Ai làm? Đại thiếu gia. Đại thiếu gia, chỗ giải của tôi giao đến tay của anh một cách yên lành, bây giờ lại thành ra như vậy. Các anh định làm thế nào đây hả? Ông chủ Hồ, ông đừng sốt ruột. Đợi tôi điều tra rõ nguyên nhân, nhất định sẽ cho ông một câu trả lời. Đợi các anh điều tra rõ thì ấy là cái đầu này của tôi cũng chẳng còn. Đại thiếu gia, số giải này là để quân đội trung ương may quân phục, không thể chậm trễ được. Đại thiếu gia, phải làm sao đây? Vậy anh muốn làm thế nào? Hoặc là nhà họ Văn các anh bồi thường tiền cho tôi, hoặc là đền hàng cho tôi. Dù sao thì nhà họ Văn cũng phải bồi thường tổn thất. Không thành vấn đề, có tổn thất thì phải bồi thường. Đây là quy tắc trước giờ của bến tàu nhà họ Văn chúng tôi. Đều là như vậy, hay là thế này đi. Chiều nay anh đến phòng thu chi lấy tiền. Lấy tiền rồi thì nhanh chóng nhập hàng mới đi. Chắc chắn kịp. Cảm ơn anh, sau này nếu vẫn muốn để nhà họ Văn chúng tôi vận chuyển giúp hàng cho các anh thì chúng tôi sẽ giảm nửa giá. Nếu như không muốn thì để chúng tôi giúp anh không sao. Anh xem như vậy có ổn không? Ổn, nhà họ Văn quả là trượng nghĩa. Vậy anh mau đến phòng thu chi lấy tiền. Được, cảm ơn. Tối qua ai trong thuyền vậy? Thủy Thượng Phi, Thủy Ngư Nhi, qua trả lời đại thiếu gia đi. Xin lỗi đại thiếu gia, đều do tôi sơ suất, mới gây ra họa lớn như vậy. Đại thiếu gia, nếu như muốn trách tội hãy trách tôi. Anh, em gái tôi còn nhỏ, tất cả tội lỗi tôi xin chịu một mình. Được rồi, đứng dậy đi. Sao lại chỉ có hai người? Tối qua mọi người đều lên bờ, chỉ có hai anh em tôi ở lại trong thuyền. Có điều không liên quan tới người khác, tất cả tội lỗi đều là do tôi. Cậu cũng trượng nghĩa gớm ha. Nhưng mà cậu không biết quy tắc của bến tàu nhà họ Văn à? Cần mấy người ở lại bảo vệ thuyền, ít nhất là 4. Vậy thì coi như các cậu có 3 đầu 6 tay, thì vẫn thiếu một người nữa chịu tội. Đại thiếu gia, thật sự không liên quan tới người khác. Tất cả tội lỗi đều là do tôi. Lần này gây ra quả lớn như vậy, bây giờ muốn đánh muốn phạt, từ đại thiếu gia quyết định. Việc đã đến nước này rồi, thì việc trách phạt tôi còn phải nghĩ. Nghĩ xong rồi thì tất cả những người lên bờ đừng ai hòng thoát. Trưởng Trấn, sao vậy? Mặt ủ mày châu thế. Có chuyện gì? Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Thuyền của nhà họ Văn bị đánh chìm. Bị đánh chìm 4 thuyền. Nhà họ Văn lần này thảm rồi.
Lại còn dám chơi tôi à? Trưởng Trấn ơi, Trưởng Trấn, sao cậu biết? Bọn họ tới báo án. Báo án hả? Bọn họ bảo tôi nhanh chóng đi báo án, bắt hung thủ. Án này dễ phá thế ư? Đáng đời. Nhà họ Giang luôn luôn hoành hành, đây đúng là báo ứng. Tôi thấy cậu vẫn phải làm vụ này. Tôi làm ư? Tôi làm thế nào đây? Nếu như bọn họ đã tới báo án thì ít nhất chúng ta cũng phải thể hiện là có làm gì đó. Bây giờ chưa phải lúc trở mặt với họ đâu. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Trưởng Trấn, anh nói tôi hiểu luôn. Bây giờ tôi sẽ đi tìm hiểu tình hình. Đi tìm hiểu đi. Ông nội. Ông nội. Ông chủ hồ đã cầm tiền đi rồi. Anh ta nói sau khi lấy đủ vàng vẫn muốn nhà họ Giang chúng ta vận chuyển. Được, chuyện này làm rất tốt. Xem ra giao việc nhà này cho các con thì ta cũng có thể yên tâm. Nào, con ngồi đi. Đã bắt được kẻ đục thuyền chưa? Dạ chưa. Con đã phái người báo quan rồi. Hơn nữa khi con tới bến tàu đã hỏi tất cả mọi người, nhưng chưa có manh mối gì hết, không có thu hoạch gì. Chắc chắn có kẻ ngầm đối địch với chúng ta. Họ đã có âm mưu từ lâu rồi, không dễ bắt được chúng đâu. Xuân Lan nói đúng, binh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ông nội, ông cảm thấy chuyện này có liên quan gì tới Hổ Bang không? Chuyện này ta cũng có nghĩ tới, nhưng mà không có bằng chứng. Nhưng trước giờ Hổ Bang làm gì vẫn chỉ hướng đến lợi ích. Thuyền của nhà ta bị phá hoại, hàng hóa của ông chủ hồ bị lỏng, bọn họ không được lợi lộc gì cả. Tại sao lại phải làm vậy? Có lẽ họ có mưu đồ gì khác nữa. Chỉ có bắt được kẻ đầu sỏ gây chuyện rồi hỏi rõ mọi chuyện mới được. Làm gì có chuyện dễ như thế. Bây giờ đến bóng dáng chúng còn chẳng thấy, thì bắt ở đâu bây giờ? Sẽ có cách thôi à. Không thể ngậm bồ hòn làm ngọt được. Quan không tra được thì chúng ta tự điều tra. Xuân Lan, vụ này quá bán là án không có manh mối. Điều tra tới lui cũng chỉ tốn công sức mà thôi. Cô đồng ý với cách nghĩ của ông nội. Chỉ e là chuyện này chỉ có thể nhắm mắt cho qua thôi. Hiếu Lễ, Xuân Lan, bắt được kẻ xấu đương nhiên là tốt. Nếu không bắt được đành coi như xui xẻo đi. Phải tăng thêm người bảo vệ, không thể để xảy ra lần hai được. Dạ. Hà Hà, em có nhà à? Mời đại thiếu phu nhân vào. Đại thiếu phu nhân có gì căn dặn không? Hà Hà, hai chúng ta là chị em ruột, tại sao em lại gọi chị như vậy? Hôm nay chị tới đây là muốn bàn bạc với em một chuyện. Chuyện gì vậy? Thuyền hàng ở bến tàu nhà họ Giang bị đục thủng. Em biết chuyện này không? Có nghe Hiếu Nghĩa nói. Chị tới tìm em là muốn em cùng đi với chị bắt kẻ gây ra chuyện này. Gì? Đi bắt kẻ gây ra chuyện này với chị? Em nói nhỏ thôi. Ông nội và Hiếu Lễ không muốn chị làm như vậy. Vậy tại sao chị lại làm? Nhà họ Giang lần này phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chị cảm thấy không cam tâm. Chúng ta không thể để kẻ đứng sau được thoải mái được. Chúng ta phải bắt hắn về. Em thấy chị rảnh rỗi quá, không có việc gì làm đây mà. Nhà họ Giang cả trên lẫn dưới có biết bao nhiêu người. Có ai bảo chị lo chuyện này không? Hơn nữa mọi người đều không điều tra ra, chị lại muốn làm bổ khoái. Chị cảm thấy là chúng ta là người của nhà họ Giang thì chuyện của nhà họ Giang
chúng ta phải lo chứ. Em nghĩ mà xem, hôm nay hắn trộm đồ của nhà họ Văn, chắc gì sau này hắn không gây ra quả gì nữa. Thật ra chị đã nghĩ ra một cách rồi, có lẽ sẽ bắt được kẻ gây ra chuyện này, nhưng một mình chị thì không làm được, nên mới tới nhờ em cùng làm với chị. Có được không? Không được. Em biết chị đang nghĩ gì trong đầu. Chị thích tự đứng ra chịu trách nhiệm, thích người khác khen chị, nói chị giỏi, thích giành lấy cái quy phong của đại thiếu phu nhân. Chị xem, bây giờ chị lợi hại biết bao. Ngay cả lời của ông nội và đại thiếu gia chị còn không nghe. Hà hà, không phải như vậy đâu mà. Chị đừng nói nữa. Chị biết ăn nói, ai mà nói lại chị. Chị xem chị nền anh Thiên Phóng như thế nào, chết đi sống lại, đến mức mất cả mạng của anh ấy luôn. Hà hà, chị đâu có nói gì tới anh Thiên Phóng đâu. Chị không có mà. Hà hà, em biết là chị cũng khó chịu thế nào mà. Sau này đừng nhắc chuyện này nữa. Sao lại không nhắc? Chị lấy người khác rồi, chị làm đại thiếu phu nhân rồi, chị quên rồi. Nhưng mà em thì không. Em mãi mãi sẽ không quên. Em giữ câu nói đó. Là chị làm liên lụy đến anh Thiên Phóng, là chị đã hại chết anh ấy. Cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho chị. Nếu như chị muốn làm gì thì tự làm đi, đừng có bảo em đi cùng. Em không làm được. Tôi bảo này, vết thương của cậu ta đã ổn rồi, cứu người thì cứu cho rót. À, liên trưởng, anh cứ yên tâm, vấn đề là anh ta nóng vội muốn đi. Xem ra anh ta vô cùng quyết tâm. Thạch Đăng còn giúp anh ta chuẩn bị ít lương khô nữa. Liên trưởng Trương, Tiểu Nhiễm, nào cậu vô đây, vô đi. Nào nào, chân đã lành chưa? Dạ lành rồi. Lần này tôi tới đây là để cáo từ với hai người. Chúng ta đang nói chuyện đó đây. Tôi cũng đi khỏi nhà khá lâu rồi. Lần này chúng tôi cũng không cản cậu nữa. Nào, tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi. Không được, tôi không thể nhận. Cầm đi, dùng trên đường. Không không, trước đây mọi người có ơn cứu mạng tôi chưa báo đáp. Cậu khách sáo quá. Chúng tôi không thể để cho cậu rơi xuống núi, thấy cậu chết mà không cứu. Đây đều là những việc mà chúng tôi nên làm. Đừng nói gì nữa, nghe tôi, cầm đi. Đúng đấy, anh cầm đi. Ơ kìa, liên trưởng Lương. Vậy tôi đành. Đừng, không được, không được. Tiểu Nhiễm à, Hồng Quân chúng tôi không làm vậy được. Nhưng lúc trời còn sáng, mau đi đi. Chúng tôi không tiễn cậu nữa. Vậy tôi đi nha. Báo cáo. Báo cáo liên trưởng, không hay rồi. Ở ngoài thôn có rất nhiều quân địch đang đánh về phía căn cứ của chúng ta. Sao cơ? Bác sĩ Lưu, cậu mau tổ chức cho thôn dân và mọi người di tản. Rõ. Thạch Đăng, mau tập hợp các tổ trưởng lại, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Mọi người nhanh lên đi. Mau lên nào. Mau lên. Ra sau núi nhanh lên. Mau lên. Đi vào trong rừng, mau lên. Thổ phỉ bên đó. Nguy hiểm. Xông lên, mau. Yểm hộ nhân dân. Bác sĩ Lưu. Bắn. Bọc phá tay. Bắn. Mau nấp đi. Cẩn thận. Chú ý hiểm hộ. Chém bọc phá tay đi.
Cẩn thận nhé. Từ từ thôi. Vất vả rồi. Không sao. Từ từ thôi. Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm à. Liên trưởng Trương, nơi này không tiện ở lại lâu. Quân địch đã tăng cường phạm vi bao vây, tổn thất của chúng tôi quá nghiêm trọng. Cấp trên bảo chúng tôi phải di chuyển. Cậu đi cùng với chúng tôi luôn nha. Để đến điểm an toàn thì cậu hãy nghĩ cách quay về nhà. Liên trưởng Trương, tôi không về nữa. Tôi muốn ở lại chung với các anh. Cậu không tìm cô gái đó nữa hay sao? Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi quyết định ở lại đây. Được lắm. Nói thật, tôi thực sự rất mong cậu ở lại đây. Ban nãy nhìn dáng vẻ đánh địch của cậu, cậu đúng là thân thủ bất phàm. Sau này tôi sẽ không gọi cậu là Tiểu Nhiễm nữa. Tôi sẽ gọi cậu là đồng chí Nhiễm Thiên Phóng. Đồng chí Nhiễm Thiên Phóng, hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ cách mạng. Chị Xuân Lan. À không, đại thiếu phu nhân. Sao cô lại gấp gáp như vậy? Diêu nương đang muốn bắt tôi. Tôi phải tạm lánh đi đã. Cô đừng nói với bảy là gặp tôi nha. Tú Tú. Tú Tú. Tú Tú. Xuân Lan, cô có nhìn thấy Tú Tú hay không? Bà tìm cô ấy gấp như vậy có việc gì sao? Mẹ chồng của Tú Tú nói với tôi, từ khi trước cô ấy về, cả ngày cô ấy chỉ biết chơi thôi, còn đưa cả Hiếu Tính đi chơi cùng với cô ấy nữa. Còn làm gì mà khóa cơ quan, khóa tới khóa lui, mở tới mở lui, toàn là những việc dớ dẫn, phải không ạ? À? Nói là ban ngày học chữ với tôi, đây cũng coi như là chút việc nghiêm túc. Cô nói xem, tôi vừa mới dạy cô ấy mấy chữ, quay đi quay lại đã không thấy. Tính ham chơi của cô ấy, bà đâu phải không biết. Bà nhốt cô ấy ở trong phòng, cô ấy có chịu được đâu. Đợi tôi tìm được cô ấy thì tôi sẽ trả cô ấy về chỗ mẹ chồng cô ấy. Tôi không dậy nữa. Được rồi, bà đừng nóng. Cũng phải cho cô ấy tuột xuống đấy rồi mới lôi lên được, có phải không? Vừa hay tôi tìm bà có việc đây. Có chuyện gì vậy? Bà có loại thuốc nào để người ta uống xong mà nói sự thật được không? Đó là linh đơn diệu dược gì vậy? Chính là thuốc mà khi uống vào, người uống khi bị hỏi gì thì sẽ nói thật chứ không nói dối. Chắc là canh túy hồn được đó. Một khi dược tính phát tán thì đầu óc sẽ mê muội. Khi mê muội rồi thì sẽ không bịa được. Thật sao? Bà có biết làm hay không? Tôi thì có biết làm. Loại thuốc này tổng cộng có 30 vị thuốc. 12 vị trong đó đều là những thảo dược cơ bản. Chỉ có cỏ túy hồn là thuốc dẫn thì lại khá khó tìm. Có thể lên núi lên sơn hái về. Hái đủ 9 bó mới làm được một phần. Có lúc tìm cả nửa ngọn núi cũng không tìm đâu 4-5 bó. Diêu nương à, vậy thì nhờ bà giúp tôi nhé. Tôi sai thêm mấy người nữa đi cùng với bà. Thuốc này nhất định phải thành công. Cô đang muốn làm gì chứ? Muốn nấu canh túy hồn này cho ai vậy? Để khi làm xong bà sẽ biết. Thôi được. Vậy tôi đi tìm Tú Tú nha. Rồi sau đó sẽ làm giúp cô. Bà đừng gấp nha. Tú Tú. Ban nãy làm tôi sợ muốn chết. Cô trốn được mùng 1 nhưng không trốn được ngày rằm đâu. Có thể trốn được lúc nào thì hay lúc đó. Vậy ngày mai cô định thế nào? Vẫn cứ như hôm nay à? Trốn khắp sân rồi để Diêu nương đi tìm. Tôi chưa nghĩ tới nữa. Tú Tú à, tôi đã nghĩ giúp cô rồi. Sáng ngày mai Diêu nương sẽ lên núi hái thuốc. Cô có thể đi cùng tôi tới bến tàu. Đến bến tàu ư? Làm gì vậy? Để đến đó rồi cô sẽ biết. Được. Một, hai, đi nào. Nào. Đại thiếu phu nhân, chắc là ở chỗ này à? Tối hôm đó tôi nhìn thấy hai người cứ lén la lén lút, bộ dạng kỳ quái, vội vội vàng vàng chạy qua đó. Vậy lúc đó thuyền của chúng ta ở đâu? Thuyền của chúng ta ở đây.
Hàng hóa đã được xếp ổn thỏa rồi, chỉ đợi sáng sớm hôm sau sẽ đi. Kết quả thì đều tại tôi. Anh Thủy Ngư Nhi, nếu như gặp lại hai người đó, cô có nhận ra hay không? Tôi có thể. Hình như trên mặt một người có vết sẹo. Được. Có bắt được hai tên giặc này hay không thì phải dựa vào hai người đó. Chúng tôi ư? Dựa vào chúng tôi?